Tử Vi tuổi Tân Mùi 1991, trong 6 tháng đầu năm có chút vất vả. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đang đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an. Quý vị thân mến, 12 con giáp luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người Á Đông chúng ta. Chắc hẳn việc mình thuộc con giáp nào là điều mà ai cũng biết. Trong đó, Mùi là con vật hiền lành, có vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Bước vào 6 tháng đầu năm 2021, những anh chị tuổi Mùi sẽ gặp những khó khăn gì? Có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của quý anh chị tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong 6 tháng đầu năm 2021. Đặc biệt, quý anh chị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Sau đây sẽ là phần đánh giá tổng quan tử vi tuổi Tân Mùi. Tử vi tuổi Tân Mùi trong 6 tháng đầu năm 2021, anh chị có hung vận lấn át cát vận, cục diện xung thái tuế, kích phát suy nghĩ kỳ quái, phá vỡ mọi tiêu chuẩn, nguyên tắc cũ, gây bất lợi cho nhiều phương diện. Cục diện xung thái tuế báo hiệu anh chị tuổi Tân Mùi trong năm Tân Sửu sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Công việc của anh chị sẽ khó khăn hơn trước, vận quý nhân không nhiều trong khi tiểu nhân lại vượng. Nhìn chung, anh chị sẽ có 6 tháng đầu năm vất vả, nhiều lo toan, tự làm, tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Tuy nhiên, lửa thử vàng, gian nan thử sức, anh chị cũng đừng vì thế mà nản lòng. Bởi vì vận mệnh nằm trong tay, anh chị vẫn có thể xoay chuyển được vận mệnh bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình. Nếu anh chị biết vận dụng tốt, tuổi Tân Mùi vẫn có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ cần anh chị chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân mình, chú ý đến lời ăn, tiếng nói, hành động có chừng mực, dùng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ, thì không có điều gì quá đáng ngại. Bên cạnh đó, anh chị cần đề phòng đại hao chủ, hao tán tiền của hoành hành, hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc. Hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Trên phương diện tài lộc của anh chị có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản. Từ đó dẫn đến sức khỏe không tốt, sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy tai nạn bất ngờ. Để có một năm bình an và gặp nhiều may mắn, những anh chị tuổi Tân Mùi thì thầy phong thủy khuyên nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Xin mời anh chị hãy nghe phần luận giải chi tiết về tuổi Tân Mùi. Thứ nhất, công danh sự nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021, anh chị tuổi Tân Mùi sẽ gặp trở ngại trong công việc. Hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên ảnh hưởng tới đường tín thân. Có thể do xung thái tuế và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến anh chị khó kiểm soát được cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át. Vì vậy, anh chị hay nóng vội, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Thậm chí, anh chị còn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung, cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn đến với anh chị tuổi Tân Mùi sẽ không nhiều. Nếu có, cũng sẽ rất nhỏ, không đáng kể. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, khiến lộ trình thăng tiến vốn đã lắm áp lực lại thêm nhiều chông gai. Thầy phong thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, anh chị tuổi Tân Mùi nên mang theo bên mình
pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu căn lành, may mắn và các khí quý nhân giúp công việc hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc và tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lộ trình cầu tài của tuổi Mùi gặp không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Do cục diện xấu, lại có đại hào chủ hao tán tiền bạc ảnh hưởng, vận trình tài lộc sụt giảm. Các hạng mục kinh doanh của anh chị đều không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều, nhưng lãi chẳng thấy đâu, khiến tinh thần suy sụp khá nhanh, tâm lý bất ổn. Những anh chị làm công ăn lương hay những ai chỉ có nguồn thu nhập chính thì ít chịu tác động của đại hao. Ngược lại, những ai làm tư, làm chủ hay trong nhóm kinh doanh sẽ bị phá tài, hao tổn tiền bạc, do ít vận may về thứ tài. Đa phần anh chị tuổi Tân Mùi đều phải tự làm, tự ăn, không trông chờ may rủi. Chỉ có những ai chủ động nắm bắt, thực sự nỗ lực và biết quản lý tiền bạc mới có tiền chảy về túi. Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, anh chị nên hạn chế tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà đất vội vàng. Nếu không, sẽ bị sập bẫy kẻ lừa đảo vì chính sự nóng vội của bản thân, tiền sẽ một đi không trở lại. Thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Tân Mùi, nếu muốn tăng vận may mắn và cải mệnh, anh chị nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật này sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho anh chị. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ anh chị trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, tình duyên gia đạo. Anh chị tuổi Tân Mùi gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên diễn ra vô cùng ảm đạm. Anh chị độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm dù đã cố gắng rất nhiều. Bởi vì đôi khi sự nóng nảy, bảo thủ của anh chị còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu với đối tượng mà thầm mến, nên tình cảm càng thêm bế tắc. Bên cạnh đó, anh chị bị thiên hư kích phát những suy nghĩ kỳ quái, nên dù có không ít người theo đuổi nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra yêu cầu quá cao. Hoặc giả tìm được người ưng ý nhưng tình cảm nhanh nhạt phai, sẽ bị vết thương lòng do chia ly cách biệt. Ngoài ra, với anh chị đã có gia đình, nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc của gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng. Tuy nhiên, anh chị cần cẩn thận tình cảm vợ chồng giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Rất cần thời gian để chia sẻ và hóa giải mâu thuẫn. Nếu có thể, vợ chồng nên sắp xếp đi du lịch xa, tìm cách hâm nóng tình cảm. Có như vậy, gia đạo mới sớm được yên ổn. Trong thời gian này, anh chị hãy đeo vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp anh chị đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về sức khỏe. Anh chị tuổi Tân Mùi trong 6 tháng đầu năm 2021 sẽ mắc các bệnh về gan, túi mật và những nguy hiểm tiềm ẩn. Sức khỏe có hung cát đan xen. Đa phần, anh chị bị chịu tác động của xung thái tuế mà tinh thần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, kích phát bệnh tật về thần kinh như đau đầu, mất ngủ thường xuyên hay khí huyết kém, lưu thông gây mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng anh chị cũng đừng quá lo lắng, bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy, gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm. Anh chị cũng nên chú ý đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ. Đặc biệt, nhất là thai phụ, anh chị hết sức cần chú ý vấn đề đi lại, kẻo dễ bị động thai, thậm chí sảy thai. Thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Tân Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp anh chị xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ anh chị tuổi Tân Mùi dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp theo, xin mời quý vị, anh chị hãy theo dõi dự báo vận hạn 6 tháng trong năm 2021 cho tuổi Tân Mùi. Thứ nhất, vận hạn tháng 1 âm lịch. Trong tháng 1 âm lịch đầu tiên của năm mới, vận thế của anh chị tuổi này về cơ bản vẫn khá ổn định.
Nổi bật nhất là phương diện tài chính, anh chị sẽ gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh khá triển vọng. Cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nắm bắt. Nhưng cần chú ý, đi lại cẩn thận, đề phòng va quẹt xe cộ. Tiếp theo là vận hạn tháng 2 âm lịch. Ở tháng tam hợp này, anh chị sẽ đạt được những kết quả khá tích cực trong công việc. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi khiến dù gặp phải vấn đề khó giải quyết cũng luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Chỉ cần anh chị giữ thái độ tích cực, lạc quan, sẵn sàng chấp nhận thử thách, chứ không nên tự tạo ra áp lực không cần thiết cho chính mình. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của anh chị cũng có những chuyển biến tích cực. Thứ ba, vận hạn tháng 3 âm lịch. Trong tháng này, anh chị cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe của mình. Đây là thời điểm giao mùa nên anh chị cần nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu không dễ mắc các bệnh vặt kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, gây ảnh hưởng gián tiếp đến sự nghiệp và tiền bạc. Vì vậy, khi bắt tay vào làm việc gì, anh chị nên cố gắng hết sức mình, tập trung vào nhiệm vụ cần thực hiện. Như vậy mới mong đạt được thành quả như ý muốn. Bên cạnh đó, anh chị đề phòng hạn sông nước. Vận hạn tháng 4 âm lịch. Anh chị tuổi Tân Mùi cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong tháng này. Vì thế, anh chị nên xây dựng chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, đồng thời kết hợp rèn luyện thân thể, tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, anh chị cũng không nên đến những khu vực nguy hiểm hoặc tham gia những trò chơi mạo hiểm để tránh những sự cố bất ngờ. Thứ năm, vận hạn tháng 5 âm lịch. Tháng này, anh chị cần phải quan tâm hơn đến vấn đề kinh tế của bản thân và gia đình. Dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, kiếp tài, anh chị sẽ gặp phải tình cảnh phá tài, hao tài. Vì vậy, đừng đưa ra những quyết định quá mức vội vàng. Tuy nhiên, anh chị có vận đào hoa khởi vượng, tình duyên bớt trắc trở. Thứ 6, vận hạn tháng 6 âm lịch. Sự nghiệp của anh chị tuổi Mùi có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, dưới tác động của cục diện xung thái tuế, anh chị lại dễ phải chịu sự nhòm ngó, xét nét của kẻ tiểu nhân. Trong chuyện tình cảm, anh chị đã là người chủ động hơn trong việc tiếp xúc với mọi người. Nhờ vậy mà một vài cơ hội triển vọng có thể mở ra trước mắt. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Tân Mùi trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn anh chị tuổi Tân Mùi. Năm nay, các anh chị Tân Mùi gặp phải sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền, mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, năm âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm, và nó xấu nhất với những người mạng kim và mạng mộc. Bên cạnh đó, năm nay các anh gặp hạn thiên la, chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Còn các chị tuổi Tân Mùi trong 6 tháng đầu năm 2021 may mắn hơn một chút, được sao thái âm chiếu mạng. Sao này thường đem lại cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, về tiền tài, làm cho được tại nguyện những ước mơ của mình. Các chị còn gặp hạn tam kheo. Hạn này thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Thứ hai, luận hung cát niên vận 2021 theo là số tử vi. Anh chị tuổi Tân Mùi cùng mệnh, các sao đại hao, tuế phá, thiên hư gây hao tán tiền của, cản trở công việc và sức khỏe. Cùng tam hợp, tại đây có các sao tang môn, điều khách, lưu hà, báo hiệu gia đình có tang chế, chuyện phiền muộn. Cùng xung chiếu, các sao hoa cái, thái tuế, phá toái, tăng lực cản cho công việc làm ăn, điềm báo tiểu nhân quấy phá. Quý anh chị và các bạn thân mến, mọi người có thể để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại phía dưới ô bình luận để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nhìn chung, anh chị tuổi Tân Mùi 1991 trải qua 6 tháng đầu năm Tân Sửu hơi vất vả. Nhưng chỉ cần trong năm, quý gia chủ chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn, tiếng nói, hành động có chừng mực,
dùng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì quá đáng ngại. Tài lộc có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản. Đồng thời còn dẫn đến sức khỏe không tốt, sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ va chạm giao thông. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp được cho quý vị. Đến đây, video của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy đầy bổ ích của thầy Gia Cát. Và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.